không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Hôm nay đừng có suy nghĩ gì nữa, thả lỏng tâm trạng. Chúng ta đến đây để câu cá được không? Cố gắng. Ở đây đi. Cần câu và những thứ khác tôi đã mua hết rồi, giao cho anh. Cô muốn câu cá gì ở đây? Hử? Mồi câu của cô cũng to bằng con cá mà chúng ta muốn câu. Chỉ sợ cá sẽ chạy đi hết. Vậy tính sao đây? Có cần đi mua lại không? Không cần, ở biển có. Ê, thấy ghê quá. Ghê hả? Tối nay có cá ăn hay không là nhờ nó. Bắt đầu. Nè, cô quăng như vậy. Sau khi quăng ra thì thu dây lại một chút, cho cá cảm thấy mồi của nó còn sống và còn có mùi vị tỏa ra. Cá sẽ cắn câu. Đúng rồi, thu dây về một chút. Cái phao hình như là bị kéo đi, có phải cá cắn câu rồi không? Đâu có nhanh vậy, có thể trúng cục đá. Ê, có cá thiệt. Ê, qua đây. Wow, hình như có cá lớn. Bầu con cá lớn. Nè, tối nay có cá ăn rồi. Nè, đầu cá chiên muối ớt, thịt cá đang sống, xương cá nấu canh. Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nói chơi không được sao? Em cũng biết nói chơi. Có những chuyện không phải bỏ xuống là bỏ xuống được. Cho tôi chút thời gian. Vậy tôi phải suy nghĩ lần sau khi nào đến đây câu cá. Nhiếp cái bùi ngoài mặt là một thương nhân chân chính. Thực ra hắn âm thầm câu kết với băng đảng. Lần trước lúc hắn bị bắt cóc, chúng tôi điều tra phát hiện được, bởi vì hắn đã dùng thủ đoạn để nuốt số châu báu ăn cắp được của nhóm khác. Nghĩa là tội phạm trả thù, bắt hắn ối số hàng đó ra. Chúng tôi luôn cho người theo sát đường dây tội phạm này. Nhưng mà đáng tiếc, lần trước đấu súng, bọn tội phạm đã chết hết, manh mối bị đứt. Nếu nhiếp kế bội thật sự ăn chặn lô hàng này, hắn không thể giấu cả đời, sớm muộn gì cũng kiếm người để bán. Chúng tôi cũng đã thử đi theo hướng này, nhưng cách bảo mật của hắn quả thật làm rất tốt. Một chút tin tức cũng không tìm ra, cho nên muốn tìm anh giúp đỡ. Sếp cũng biết trách nhiệm của đội phê hổ chúng tôi. Bên cạnh nhiếp cái bùi có một vệ sĩ tên là Hồng Kiên. Hắn từng là thành viên của đội phi hổ, mà còn là bạn thân của sếp Lương. Lai lịch rất sạch sẽ, cho nên muốn nhờ sếp Lương thuyết phục ổng giùm cho tôi, kêu ổng giúp đỡ, giúp chúng ta làm chút việc. Anh Kiên, ông chủ đang tính điện. Nghe rõ. Ông chủ đang đi ra, mọi người chuẩn bị. Hồng Kiên, anh làm việc ở đây à? Ông chủ đang mua đồ trong đó, chuẩn bị đón ổng. Ồ, tôi muốn... Xin lỗi, ông chủ ra rồi, tôi đi làm trước đi. Cô Trương, tôi cầm giúp cho cô. Được. Ê. Anh làm kiểu gì vậy? Thủy tinh của tôi chỉ có 1001 cái, giờ có bị làm bể. Xin lỗi. Làm gì kiểu gì vậy? Cầm cái túi mà cũng dùng gì? Tôi trả 100,000 để mướn cậu gì đi. Tìm một con chó ngậm đồ còn tốt hơn cậu. Xin lỗi ông Diệp, xin lỗi cô Trường. Cứ tôi làm nổi gián, tôi rời khỏi kỷ luật trong quân ngũ một thời gian,
tay chân cũng vụng về. Tôi sợ làm sẽ hư chuyện. Lần trước anh tới tổng đội SDU, anh vẫn oai phong như trước kia. Tôi mơ hồ biết được Nhiếp Kế Bội làm ăn gì sau lưng, nhưng mà làm nội gián chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi còn phải lo cho người nhà của tôi nữa. Dạo này anh khó khăn lắm sao? Cần tiền xài hả? Tại sao phải giúp cho hắn để cho mình bị thiệt thòi? Trước kia anh căm thù kẻ xấu, có lẽ bây giờ vẫn vậy. Anh Kiên, giúp tôi bắt Nhiếp Kế Bội chịu tội trước pháp luật. Còn về an toàn, đã có tôi anh yên tâm. Được, để tôi suy nghĩ lại. Hai ngày sau tôi trả lời anh. Tôi đợi tin tốt của anh. Bây giờ bên ngoài gió rất to, cộng thêm gió lốc nữa, tôi đu dây xuống rất là khó đoán được. Bởi vì gió lớn, các tay bắn tỉa đều không có dây bảo hiểm. Cách tốt nhất là đu dây xuống để cứu con tin. Anh và cậu Đảng xuống trước, tôi và Gary xuống sau. Đi mau. Yes sir. Bác sĩ sao rồi? Ồ, ông Hồng, báo cáo của ông đã có rồi. Thật xin lỗi, tình trạng xương sống của ông càng ngày càng xấu đi. Tôi nghĩ là qua vài năm nữa, có thể ông sẽ ngồi xe lăn. Vả lại, cần phải có người chăm sóc cho ông. Anh xin lỗi, nếu không phải vì anh bị thương ở lưng, cũng không xài hết tiền tiết kiệm, sẽ không để em thảm như vậy. Hai em phải chịu bệnh thận, ngày nào cũng chạy thận mấy lần. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Yên tâm, anh sẽ mau chóng trở về chăm sóc cho em. Chị dâu, tình trạng Murder thế nào? Vẫn vậy thôi. Hôm nay tôi được nghỉ, sẽ ở lại chăm sóc cho ảnh. Cậu có thể về rồi xếp tiền. Thật ra tôi cố tình tới tìm chị. Tôi biết chị để dành tiền chữa bệnh cho Murder, nên ngừng sửa chữa nhà cửa. Chỗ này có chút tiền, chắc cũng đủ để sửa nhà. Chị nhận lấy đi. Cậu có ý gì? Tội nghiệp tôi sao? Cậu nghĩ dùng tiền có thể bù đắp hả? Tôi không có ý này chị dâu. Bây giờ cậu làm gì cũng vô ích. Anh Huy bị như vậy đều tại vì cậu. Đứa con tôi đang mang, không biết có cơ hội được cha nó bồng không nữa. Tôi không muốn nghe cậu nói nữa. Cậu về đi. Tâm trạng hiện giờ của chị tôi rất hiểu. Tôi không muốn nghe nữa. 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 Cậu về đi. Tôi về trước.
Sếp Triển. Sếp Triển vậy mà không có phần của chúng tôi sao? Anh má đời bình thường rất lo cho tụi mình, bây giờ mình phải đương nhiên làm chút việc cho ảnh. Madam, cô cũng tới. Tôi cũng muốn làm chút gì đó cho Mother. Để Mother tỉnh lại, chúng ta sẽ đem ngôi nhà sửa sang xong đem tặng cho ảnh để mừng ngày anh ấy hồi phục. Cho nên chúng ta phải sửa sang cho nó thật đẹp để ảnh nhìn thấy sẽ vui vẻ, có được không? Được. Nè nè, nhưng mà trước khi bắt đầu phải ăn chút gì trước đã, đói quá rồi đại ca. Không phải là ăn trước cái đã, ăn đi. Ăn rồi làm. Tên là Hồ Địch Khắc, bề ngoài nhìn vào là trợ lý riêng của Nhiếp Kế Bồi, thực ra hắn chính là trợ thủ đắc lực của tập đoàn phạm tội. Những người này đều là tâm phúc của ông Nhiếp. Lần trước gặp mặt anh cho tới giờ, anh thấy có gì tiến triển không? Kevin. Anh Kiên. Anh Phong. Chúng tôi nhận được tin bọn tội phạm chuẩn bị giao dịch với Nhiếp Kế Bồi, có lẽ được có vũ khí, cho nên gọi sếp Lương tới họp để SDU hỗ trợ khi cần thiết. Ở chỗ của anh có tin tức gì khác không? Về đám phạm tội kia có vũ khí hay không thì tôi không rõ, nhưng đám lính của Nhiếp Kế Bồi cộng lại cũng sẽ có được mấy cây súng. Tôi nhận được tin tức tụi nó có thể sẽ giao dịch trong tuần này. Có biết địa điểm chỗ nào hay không? Có thể là bên dãy núi Tây Cống, nhưng thời gian chính xác thì tôi không rành. Điều tra thì điều tra, nhưng nhớ phải cẩn thận. Yên tâm đi, mặc dù tôi rời khỏi SDU thời gian, tôi vẫn còn tính cảnh giác. Lần này hai băng nhóm đều có vũ khí, có thể xảy ra đấu súng. Đến lúc đó phải nhờ SDU giúp đỡ. Chúng tôi sẽ bố trí người ở núi Tây Cống, hy vọng lần này có thể bắt được Nhiếp Kế Bồi. Cảm ơn anh. Là đồng nghiệp với nhau, hà tất phải nói những lời này. Có thể không đây anh Kiên? Anh giúp cảnh sát làm nổ gián à? Vậy thì sao? Quỷ bỏ kế hoạch. Không phải nói từ đầu đợi Nhiếp Kế Bồi giao dịch thì cứu số châu báu đó hay sao? Lên kế hoạch lâu như vậy mới đợi được cơ hội này, ngược lại anh đi làm nội gián, còn có cả SDU dẫn chơi hả? Anh Kiên, anh muốn chơi với cảnh sát thì nói trước đi, chúng ta đâu cần làm nhiều việc vậy. Tụi bay tức tối để làm gì? Tưởng tao bị điên à? Khi không chạy đi giúp cảnh sát, bây giờ tao muốn lợi dụng SDU giúp tao giải quyết Nhiếp Kế Bồi. Mày cũng biết Nhiếp Kế Bồi người đông thế mạnh mà, dựa vào mấy người mình có thể tiếp cận kho báu của hắn sao? Anh Kiên, ý của anh nghĩa là gì? Nếu như cảnh sát nhắm vào Nhiếp Kế Bồi, chúng ta không thể nào tiếp cận được hắn. Tao làm nội gián cho cảnh sát, một là có thể biết được cách bố trí của họ, hai là có thể lợi dụng hành động của họ. Tới ngày giao dịch, tao sẽ lợi dụng SDU xử lý hết chướng ngại vật. Tới lúc đó số châu báu sẽ rơi hết vào tay của tụi mình. Anh Kiên quá nhiên lợi hại. Anh Kiên, xin lỗi hả, lúc nãy đã hiểu lầm anh. Được, vì sự nghiệp phát tài. Được, mình cạn. Cạn ly, cạn ly. Vô, cạn. Nhiếp Kế Bồi hai vì chiều mai sẽ cùng với nhóm người khác thực hiện giao dịch ở núi Tây Cống. Theo thông lệ, Nhiếp Kế Bồi không cho tôi biết ổng sẽ làm gì, cho nên chắc ổng sẽ xếp tôi vòng ngoài. Nhưng tôi nhận được tin hai nhóm người này đều có vũ khí, hơn nữa là vũ khí hạng nặng, cho nên tốt nhất dặn các bạn đồng nghiệp phải cẩn thận. Thực ra tôi lo cho anh, Nhiếp Kế Bồi đã biết anh tới tìm tôi, hắn sẽ nghi ngờ. Anh yên tâm, ông cũng biết tôi từng làm phi hổ, cũng biết tôi thân với anh, không tìm anh mới lạ. Tôi theo Nhiếp Kế Bồi lâu như vậy, nếu ông có chút nghi ngờ chắc là tôi sẽ biết. Vậy thì tôi yên tâm. Lần này rất cảm ơn anh. Anh nói gì vậy? Tôi hợp tác với anh nhiều năm mà anh còn nói với tôi lời này. Thật ra tôi làm vệ sĩ lâu như vậy, lần này lại làm nội gián, rất có cảm giác của cảnh sát. Wow, nhớ lại những ngày tháng ở đội phi hổ trước đây, đúng là hoài phong. Mang trên người tới mấy chục loại thiết bị mà không thấy có gì. Nếu có cơ hội cho tôi hồi tưởng lại thì tốt biết mấy. Anh muốn hồi tưởng thì sao? Đợi một chút. Sau khi anh mặc bộ đồ này vào, anh rất là oai phong. Cảm ơn nha anh Phong. Thật ra bây giờ không cần mang hết toàn bộ thiết bị nữa đâu.
Phong à, anh cảm thấy tôi có giống đội viên SDU hay không? Anh Kiên, anh ở trong lòng tôi mãi mãi là anh em trong đội SDU. Cảm ơn. Cứ từ từ hồi tưởng. Được. Alo, sếp Trần. Không rảnh rồi. Sự thật tôi đang rất bận. Tôi đang theo một vụ án. Tôi đã hỏi người ta rồi. Thì ra Hồng Kiên trước đây ở trong SDU cũng là cấp dưới của sếp Lương. Lúc trước ảnh và sếp Lương là hai ngôi sao sáng của SDU. Anh ta là tay thần công, nhưng không biết tại sao sau này lại đi làm vệ sĩ. Nghe nói anh di dân sang Canada. Ở nước ngoài muốn xin làm đặc cảnh có lẽ không dễ dàng. Đương nhiên là không phải. Là sếp Lương hại anh ta phải sớm rời khỏi SDU. Một núi không thể có hai con cọp, đành chịu thôi. Chắc là vậy. Nhưng mà tôi còn nghe người ta nói có một lần hành động trong lúc gió lớn, sếp Lương nhất định bắt Hồng Kiên phải đu dây từ sân thượng xuống dưới đất. Lúc đó gió mạnh lắm, ai ngờ Hồng Kiên bị gió thổi tới tông vô tường, bị tuột tay, cả người bị té xuống đất, bị chấn thương cột sống, mới không được ở lại SDU. Hơi, sếp Lương đúng là ác tâm. Không muốn người khác giành với mình, đâu cần lấy mạng người ta chứ. Tôi nghĩ chỉ là tai nạn thôi. Sếp Lương đâu phải là người tham công tới điên cuồng, chắc không phải cố ý đâu. Phải đó, nhìn hai người họ còn fan mà. Nhưng rất là khó nói, thăng quan phát tài có ai lại không muốn. Mong là sếp Triển mau quay về dẫn dắt chúng ta. Đối mặt với ổng chỉ muốn chết thôi. Sếp Lương, sếp Lương. Tôi vừa mới nhận thông báo của Điểm Mô. Nhiếp kế bộ sẽ giao dịch châu báu với nhóm tội phạm khác. Lập tức xuất phát. Yes, yes sir. Sắp tới rồi, tất cả phải tập trung. Sếp Lương, lâu giờ rồi mà chưa tới, có khi nào xảy ra chuyện? Alo, thay đổi địa điểm giao hàng, các anh lập tức qua đó, mau chóng tới công trường tòa nhà đồng môn. Anh làm theo lời tôi là được rồi. Thì sao hả? Nè, tôi cố ý lừa SDU đi chỗ khác, lát nữa mới kêu họ quay lại. Nhưng lúc chưa có ai, chúng ta lập tức tới bố trí, cứ theo kế hoạch đầu mà làm. Anh Kiên, không phải chúng tôi không tin anh, nhưng có chắc là ổn hay không? Tôi biết anh lợi dụng đội phi hổ. Tôi từng làm phi hổ, tôi biết mỗi bước đi của họ như thế nào. Lát nữa đám người phi hổ trở về, nhất định sẽ nã súng với đám tội phạm đó. Tới lúc đó, tôi sẽ dẫn Nhiếp kế bộ đem theo số vàng đi vào ngã sau. Sau đó chúng ta sẽ ra tay. Đợi SDU giải quyết xong cái đám người mua, chúng ta nhân lúc lộn xộn bỏ trốn đi. Sau khi xong việc, mỗi người chia mấy triệu hưởng phúc rồi. Anh Kiên, thiệt lợi hại. Cảnh sát!
Nhiếp Kế Bộ đã giải cứu xong. Long Bà bảo vệ phía sau. Yes sir, anh Nguyên Anh Hiền, hãy Nhiếp Kế Bộ báo cho tôi biết. Go. Mau. Có một nhóm tội phạm ngoài dự tính cướp đi số châu báu, họ đã nổ súng bắn nhau. Có bao nhiêu người chưa rõ? Chắc những cô trong tòa nhà này. Canh giữ tất cả lối ra. Chủ mới ở tòa số 1 đang chạy xuống tầng trệt. Cho người chặn lối ra số 1, sau đó xông lên. Người nhà đừng nổ súng. Người West đi dìu ở khắp nơi. Bây giờ chúng ta tính sao? Đừng nghĩ nhiều nữa. Hai người xuống lấy xe đợi chúng tôi. Mau. Dạ. Sếp Lương, ông chủ mới chạy sang tòa số 2. Anh và anh Nguyên hãy canh chừng họ. Những người khác qua tòa số 2. Bây giờ chúng tôi qua bên đó. Sếp Lương, chúng ta đã bị tấn công, tạm thời rút lui. Hình như thổ vị đã biết gì chứ chúng ta. Không nhìn thấy, không thể bắt trả. Tại sao lại như vậy? Sếp Lương, sếp Lương, sếp Lương. Wow, nhớ lại những ngày tháng ở đội phi hổ. Đúng là hoài phòng. Nếu có cơ hội hồi tưởng lại thì tôi biết mấy. Cứ từ từ hồi tưởng. Alo. Kết liền, phát hiện hai tên tội phạm xuất hiện ở cầu thang. Huy động người kẹp chặt hắn. Chúng tôi qua liền. Đứng yên, bỏ súng xuống. Hồng Kiên, tại sao làm như vậy? Anh còn nhớ lần diễn tập cuối cùng của tụi mình. Hôm đó gió rất lớn, anh ép tôi đu dây xuống dưới. Kết quả tôi bị chấn thương cột sống, bắt phải nghỉ hưu sớm. Anh biết tôi ở Canada có thảm lắm hay không? Vì cuộc sống, tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm để tôi trị vết thương. Bác sĩ còn nói, sau 2 năm nữa, tôi sẽ ngồi xe lăn suốt đời. Sao anh nói với tôi? Anh sống ở bên Canada rất tốt. Không lẽ tôi nói với anh ở bên đó tôi sống khổ hay sao? Không lẽ tôi lại nói với anh là vợ tôi vì làm việc nuôi gia đình mà mắc phải bệnh thận? Bây giờ ngày nào ở nhà cũng chạy thận. Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc. Chỉ vì một quyết định của anh
mà tôi mất hết tất cả. Nhưng bất luận thế nào, anh cũng không nên làm như vậy. Tôi làm gì không cần anh dạy tôi. Tôi chỉ hy vọng là tôi có một gia đình hạnh phúc. Anh cũng không muốn vợ tôi phải sống một mình. Anh phải nhớ là lần này là anh nợ tôi. Anh không nổ súng đâu. Chắc anh cũng biết tại bắn súng của tôi không phải là không chính xác. Mỗi phát súng của tôi đều bách phát bách trúng. Cái anh nợ tôi, anh định sẽ không trả. Đúng vậy, năm xưa tôi quyết định khiến cho anh bị thương, nhưng tôi không cảm thấy mình sai lầm. Tôi không cảm thấy tôi nợ của anh. Cho dù hôm nay gặp lại trường hợp cũ và tôi phải quyết định, tôi vẫn kêu cấp dưới của tôi phải đu dây xuống dưới. Bởi vì tôi là đội trưởng của SDU, trách nhiệm của tôi là phải lo an toàn cho những người khác. Bản thân anh từng là SDU, chắc anh cũng biết, vì đạt được mục đích cả mạng sống của chúng ta cũng không tiếc. Anh có thể trách tôi, nói tôi máu lạnh. Việc này tôi cũng đành chịu. Tôi nói cho anh biết, cho dù trước đây, hôm nay hay là tương lai, đối với quyết định của tôi không cảm thấy ai nấy. Tôi không hối hận. Đối với tai nạn của anh, tôi không thấy lương tâm của mình bị cắn rứt. Chị dâu, tóm lại sau này chỉ cần gì có thể điện thoại kiếm tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã từng hứa với anh Kiên, chuyện gì làm được tôi sẽ làm. Không cần khách sáo, tôi nên làm vậy mà. Tạm biệt. Vào đi. Sếp Lương, có chuyện gì? Thật ra chúng tôi muốn nói xin lỗi sếp. Sorry sir. Trước kia chúng tôi đã hiểu lầm sếp, nói sếp chỉ biết ngồi hưởng công và yêu cầu chúng tôi quá cao. Tôi đã quen với việc hiểu lầm rồi. Sếp Lương cứ yên tâm, sau này chúng tôi sẽ không nhìn sếp theo cách này. Lâu nay tôi mặc kệ các người nghĩ tôi thế nào, tôi cũng không vì câu nói của các anh mà giảm bớt yêu cầu đối với các anh. Trong lòng của tôi chỉ có một chuyện mà thôi, thân là đội viên của SDU, nhất định phải không ngừng nâng cao năng lực của mình. Cho dù phải gặp tình huống nào đều không thể bỏ cuộc, phải đưa tội phạm ra công lý. Understand? Yes sir. Ít khi tôi khen người khác, nhưng mà hành động lần này biểu hiện của các người rất tốt. Good job. Thank you sir. Sorry sir. Alo sếp Truyền, Mother đã tỉnh rồi hả? Mother đã tỉnh lại. Hay quá. Hay quá. Ba, may mà ba tỉnh lại. Không thôi tối nay má lại khóc thêm một trận mới đi ngủ đó. Con nít, không được nhiều chuyện nha. Ba sợ. Xin lỗi em, để cho em lo lắng. Sao lại nói như vậy? Quan trọng là anh bình an vô sự. Đám anh em thường xuyên tới thăm anh, biết anh tỉnh lại họ vui mừng lắm. Đại quân tới rồi kìa. Mother, chúc anh sớm bình phục. Cảm ơn, cảm ơn. Nè anh Mother, mới tỉnh dậy ăn chút trái cây cho thanh đạm. Đợi anh hoàn toàn khỏe mạnh mới mời anh đi ăn nhà hàng. Được. Sau đó cùng tới quán bar uống rượu. Quyết định bác vậy. Sĩ có nói khi nào anh xuất viện không? Đâu có nhanh vậy. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi thêm một thời gian. Nhưng tôi nghĩ dù hoàn toàn hồi phục, chắc cũng không thể quay lại SDU. Tại sao vậy? Bác sĩ nói các mảnh vụn làm tổn thương dây thần kinh, nên chân phải của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Dù là hoàn toàn hồi phục thì cũng có chút vấn đề. Huy, chuyện gì đây? Tôi không sao. Tôi nghĩ thoáng lắm, đáng lẽ cái mạng cũng không còn. Bây giờ được ngồi đây đã rất may mắn. Cuộc đời đâu có hoàn mỹ, làm gì cũng có chút tì vết. Quan trọng nhất có thể ở bên cạnh con, ở bên cạnh bà xã, vậy là vui lắm rồi. Nói đúng lắm, thân là SDU, ý chí chiến đấu đâu có dễ dàng bị lung lay được. Mother giỏi lắm, chúng ta cùng nhau hành lễ với Mother. Rất nghiêm túc.
Long bà, sau này không có tôi, anh phải hợp tác với sếp Triển, phải cố gắng hết sức đó. Yên tâm đi Mulder, nhất định không làm cho anh thất vọng. Làm chung với mọi người đã lâu thì có chút không nỡ. Nè, bữa khác người nào rảnh thì tới nói chuyện, uống ly trà, được không? Được. Nếu đã không nỡ như vậy thì ở lại SDU đi. Bà xã, em nói thiệt à? Dù gì anh cũng làm việc văn phòng, anh ở lại SDU làm hậu cần thì cũng như nhau. Có các đồng nghiệp tốt như vậy, bắt anh chuyển qua môi trường mới chắc lâu lắm mới thích ứng được. Phải rồi, sếp luôn không biết vậy có được không? Tôi không có ý kiến. Nè anh Thao, anh làm xong văn bản đưa tôi ký thì được rồi. Cảm ơn chị dâu, sau này tôi giảm bớt nhiều việc rồi. Bà xã, cảm ơn em. Tôi xin lỗi sếp Triển, thái độ của tôi lúc trước cũng hơi tệ. Đừng nói vậy chị dâu, bất kỳ ai gặp chuyện này cũng đều làm giống như chị. Madam Trang, cho tôi coi đoạn clip các cậu giúp chúng tôi trang hoàng nhà mới, tôi mới biết được tình cảm của các bạn đối với anh Huy. Thực sự cảm ơn mọi người, còn có các anh em tốt như các cậu vậy. Đừng nói vậy mà chị dâu. Còn Madam Trang nữa, nếu như không có cô, tôi vẫn cứ tiếp tục hiểu lầm sếp Triển. Nè thấy chưa, cuộc đời thiệt mỹ mãn. Tôi có một người vợ tốt như vậy, có đứa con gái ngoan, tôi đã mãn nguyện. Phải rồi ông xã, em có chuyện muốn khiếu nại. Chuyện gì? Căn nhà mới đó, phòng con gái của mình không phải là màu hồng, màu tím nhìn xấu quá à. Anh đó, cười à. Màu tím đó thiệt anh quá phần. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.